Đây là các fan hâm mộ của thầy nè. Đây là mấy fan hâm mộ của thầy. Bị sướng đi Hải, bị sướng đi. Đây, những fan hâm mộ của thầy hôm nay là mùng 2 Tết, mấy em đến hâm mộ thầy chụp hình. Anh nói ngại nữa thầy. Ngại gì? Rồi. Hay lại cho coi chụp với thầy làm kỷ niệm thầy. Đây có fan của em cho hỏi vài câu sao em biết thầy tới vậy? Tại em ở Củ Chi mà anh. Em ở gần đây luôn hả? Em ở dân đây mà. Ở dân đây luôn hả? Dạ. À, cũng nhà em cũng gần chùa này luôn. Dạ. Rồi, cảm ơn em nha. Dạ dạ. Ở cái ngôi chùa Tết năm nay con không có tiền về quê, tiền đi xe cũng không có. Hủ tiếu gì vậy thầy? Bánh canh. Bánh canh 25 cho chú anh chị nha. Cảm ơn tất cả các chú anh chị quý vị đã đến. Nói gì vừa thôi, nói quá sớm con có nói gì đâu thầy. Ăn qua một bánh canh hấp dẫn dữ. Nói vậy là sao? Trời đất ơi, không tiền về quê, nói tiền về quê nói sự khạc đi. Nói né là một nguyện chứ. Né gì mà né, nói gì cũng sự lọc mà sự hạt anh ta thương. Ta biết đâu người ta cũng phát tâm cho tiền xe này về quê đi. Đúng rồi, giờ mình gì phải thật thà chứ. Nói như vậy quá ra là mình xin cộng đồng thì nó không tốt, nó ảnh hưởng lắm. Chắc ai tốt quá, không xin sao có. Giờ đi xin với đêm trộm cái nào chọn cái nào ngon hơn. Đi xin là không có. Mình có lựa chọn nào khác không thầy? Có lựa chọn là sao khổ mà... quá nhờ sự giúp đỡ. Sao mà phải lựa chọn giữa là đi sinh và đi ăn trộm mà không có lựa chọn nào khác đúng không? Thầy nè. Giờ uống cái quên. Nãy không đi mua giờ thiếu ba ngày. Có ngoài rồi thầy. Đợi mà chiếc xe. Mua đủ không? Nãy sư cô có không? Có sư cô luôn, sư cô luôn đó. Vậy là thiếu rồi. Ờ giữ ta. Con uống thuốc vô. Thuốc hết rồi. Chạy đang chạy ngoài đường cái con gì nó bay vô mắt. Có mấy con gì. Đó. Kiến không? Kiến không. Lại đó. Không ăn hả? Cảm ơn không nổi. Kiến không ở đâu rồi? Gần đây. Chạy rồi chạy chiều quá. Ngoài phố ngoài luôn. Cái gần đây thay nãy chạy vô đâu thấy quán nào bán đâu. Để chiều hỏi tại cái chỗ bánh canh coi. Để chiếc ghế gì về, tối giờ ghế gì chiều quá. À đâu gần gì chiều. Khách có khách. Ngon không? Bánh canh ngon rồi. Ừ. Ơi mời vô đại hành chúc hai giờ. Ngày đến một ngày mới làm. Anh nói 7 giờ tụm là mấy giờ chưa? 7 giờ mấy rồi? 7 giờ dư giờ rồi. Rồi ai mà phải... lại được thông tin đâu. Nếu mà
lặng để là nghe cái buổi thuyết giảng cũng như là tụng kinh còn 5 phút nha thưa quý vị tại chùa Hoàng Pháp Trung Ương. Có thể tác động với trang 67 nha, đi hết sáu căn bữa nay tiếp theo trang 67 đây lại hỏi trước đằng ba bơ vương vô phượng ba cõi chẳng ai bằng thầy giải khắp trời người cha lành chúng bốn loài quy y trọn một niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ xứng dương cùng tán thang ức kiếp không cùng tan. Dạch trang số 68 nè. Phật chung sanh tinh thường lòng rằng đạo cảm không không thể nghĩ bàn lời để châu vi đạo tràng mười phương Phật bảo hào quang sáng người trước bảo đỏ khăn con ảnh hiện cúi đầu xin thể nguyện quy y chi tâm đành lệ nam mô tằng hư không viên pháp giới qua hiện vị lai chư pháp tôn pháp hiền thanh tăng thường trụ tam bảo lần lại đứng lên nghệ thuật chỉ tâm đảnh lễ nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đương lai hạ sanh di lạc tôn Phật đại trí văn khổ sư lợi Bồ Tát đại hạnh phổ hiền Bồ Tát hộ pháp chư tôn Bồ Tát linh sơn hội phượng Phật Bồ Hồ Tát lại. Ta đứng lên ba lần. Chỉ tâm đảnh lễ nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật đại bi quan thế âm bồ tát đại thế chi bồ tát đại địa tạng vương bồ tát thanh tịnh đại hải chúng bồ tát. Nhật trang 69 nha. 69 tán du hương lò hương vừa bên chiên đàn khắp sông pháp giới đạo tràng hiện thành mấy bao kiếp từ chưa Phật rõ biết ngọn hương chi thiền pháp thắng toàn thể hiện tiền chứng minh hương nguyện phước điền ban cho nam mô hương văn cái bồ tát nam mô hương văn cái bồ tát
chú Điện Biên trang 70, chúng ta nghi khất sám hối 6 căn, chúng ta dạy trang 70 ha. Chú Điện Biên: Nam mô Đại Bi Hội Phượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Phượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Phượng Phật Bồ Tát. Thiện ngũ thiện nhãn vô ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô Hắc Ra Đắc Na Đa Ra Dạ Dạ. Nam mô A Di Đà Bà Lô Kiết Đế Phương Bát Ra Oh,